Chút chít này, chút chít. Sao đội mũ vào lại đánh nhau? Chút chít đấy này. Chút chít này. Chút chít này, đây đây. Chút chít giỏi lắm. Ôi giời ơi. Sao mũ tụt hết ra rồi. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ tổ chức cuộc thi chạy nhanh. Ở kia chưa sẵn sàng. Đây, tổ chức cuộc thi chạy nhanh dành cho cậu cá, đây là cậu cá cà rốt này. Cà rốt và đây là chàng út của chúng ta. Chàng út có mang tên là đây dưa chuột, bằng tên dưa chuột đây. Và đây cậu cả cà rốt. Nào từ từ, không được chơi xấu, không được đánh thương gọi là đối thủ của mình trước khi vào cuộc thi. Nào ngồi yên nào, chút nào ngồi yên, ngồi xuống ngồi yên nào. Rồi, ông dưa chuột này thích nằm này. Rồi hôm nay sẽ tổ chức cuộc thi nha, chạy nhanh nha, giữa đội xanh và đội đỏ. Đội đỏ của chúng ta thì là do chàng trai cà rốt. Còn đội xanh sẽ là chàng trai dưa chuột. Mình sẽ tổ chức cuộc thi chạy nhanh. Nào, chút chít. Chút chít, đi, đến đây, chút chít, ăn. Đến đây, ui, cà rốt chạy rất nhanh. Nhanh, ăn. Mano, cà rốt đã giành chiến thắng rồi, giỏi lắm. Phải nhắc đến từ ăn mà nó ăn nó mới chạy đến. Giỏi lắm. Chúng ta sẽ có tất cả 3 phòng đấu. Phòng đấu đầu tiên thì là cà rốt đã giành chiến thắng. Tiếp theo phòng đấu thứ hai, nếu mà cà rốt giành chiến thắng nữa thì là chung cuộc cà rốt sẽ chiến thắng. Còn nếu mà đều thì sẽ có phòng đấu thứ ba. Nào xem phòng đấu thứ hai dưa chuột có bứt phá không. Ok, từ từ. Chưa chơi. Đã sẵn sàng đâu. Nào, ngồi yên nào. Cà rốt ngồi xuống, ngồi. Dưa chuột nào. Ngồi xuống nào, ngồi xuống nào, từ nào, bao giờ bảo sẵn sàng nhá. Dưa chuột cứ thích nằm nhá, đây, ưu tiên nằm thì được ngồi cao, nằm cao hơn một chút. Nằm yên nào, yên nào. Chút chít sẵn sàng chưa? Chút chít chạy đến đây, ăn. Dưa chuột. Nào, chung kết nào, chút chít chạy đến đây ăn. Xin ăn. Thôi, dưa chuột chiến thắng rồi. Cuối cùng người chiến thắng, chú chó chiến thắng của chúng ta ngày hôm nay là đây. Chú chó dưa chuột chạy rất là nhanh. Cú cái păng păng. Cú cái kim chi, xúc xích, thịt gà, cà rốt, khoai tây, xoài, súp lơ, dưa chuột, bí ngô, mướp, chút chít, ăn, chút chít ơi, chút chít ơi. Chút chít. Tỉnh ngủ đây à? Gọi tỉnh ngủ đây à? Hả chút chít? Chút chít ơi. Chút chít. Chút chít ơi. Chút chít. Cao lắm rồi. Trèo lên được cái quây này rồi. Chút chít ơi. Đang ngủ bị gọi dậy à? Hả? Ông này mặt lầm lì lắm nhá. Nhìn mặt nờ đờ như ngáo đá kìa.